Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tái khởi động nền kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp lựa chọn nào thời hậu Covid-19. Diễn đàn là dịp để doanh nghiệp trao đổi, phân tích, dự báo xu hướng thị trường trong bối cảnh hậu Covid-19, đồng thời đưa ra các khuyến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp doanh nghiệp hoạch định chính sách, chiến lược trong sản xuất kinh doanh sau khi dịch bệnh được đẩy lùi. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang từng bước thích nghi với trạng thái bình thường mới, tức vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch Covid-19. Tại diễn đàn doanh nghiệp lựa chọn nào thời hậu Covid-19, các chuyên gia kinh tế đều nhận định các doanh nghiệp phải tiếp tục cân bằng chiến lược, cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng để chuẩn bị cho những khủng hoảng trong tương lai. Sau cái đại dịch Covid thì thế giới đang có những cái chuyển hướng nhất định trong cái chiến lược về thị trường của mình, và một xu hướng nội địa hóa đang trở thành hiện thực. Tất nhiên là cái xu hướng này vẫn tiếp tục song song với cái xu hướng quốc tế hóa, xu hướng toàn cầu hóa. Thì một trong những cái giải pháp mà doanh nghiệp May 10 chúng tôi hiện nay đang muốn đưa ra đó chính là khả năng thích ứng, khả năng linh hoạt và khả năng chuyển đổi cũng như là khả năng sáng tạo của doanh nghiệp, nó sẽ quyết định cái việc có cái lựa chọn đúng trong cái thời gian ngắn cũng như có một cái chiến lược đúng trong thời gian dài hiện nay. Việt Nam đã tạm thời kiểm soát thành công dịch Covid-19, tuy nhiên dịch bệnh này vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Do đó, trong giai đoạn này, quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính phủ khẳng định quá trình mở cửa từng bước với các nền kinh tế cần phải được tiến hành một cách thận trọng. Theo các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển kinh tế cũng phải đặt trên bối cảnh như vậy.